về thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, hỏi má hai cách mà người dân quen gọi bà Lê Thị Úc, vợ của ông Nguyễn Xuân Định, một thương binh đã qua đời, thì ai cũng biết. Má hai mở tủ bán bánh mì nhỏ ở ngay ngã tư quốc lộ 29 để mưu sinh, nên dân ở đây đã quá quen thuộc với bà. Nghèo, nhưng đã hai lần bà hiến đất với diện tích hơn 1,3 hectare để xây nên hai ngôi trường cho địa phương. Lần thứ nhất, bà hiến hơn 1,1 hectare đất để xây trường trung học cơ sở Đức Bình Đông. Lần thứ hai, bà hiến phần diện tích còn lại hơn 2.000 m² nằm liền kề với trường trung học cơ sở Đức Bình Đông. Tủ bánh mì đã nuôi sống bà và mẹ con người con gái khuyết tật. Cuộc sống cũng chỉ đủ ăn lây lát qua ngày. Mỗi ngày, má hai chỉ bán được chừng hơn 80 ổ bánh mì. Cũng có hôm bán không hết nên cả nhà ăn bánh thay cơm. Trước kia là chú con ấy, thì coi như ở xã rồi còn nói ông ấy, thì coi nó coi như anh giúp đỡ ở trường cấp 2. Thì lúc đó là cách bao nhiêu năm á, rồi hứa mà không có làm. Rồi sau này là chú ngã bệnh xuống rồi là coi như chuẩn bị làm trường cấp 2 là chú hết biết rồi. Chú nói không có được. Là cô cũng có nói là trước kia ông có hứa vậy á. Thì bây giờ thì coi như nếu trường cấp 2 làm thì cũng đưa cho trường cấp 2 làm, đỡ cho các con em mình ăn học lên cái xã mình cho nó ngon vậy. Cùng với má hai, gia đình bà Lê Thị Bảy và ông Lê Văn Tài ở cùng địa phương cũng đã hiến hơn 7.000 mét vuông đất để xây trường mầm non Đức Bình Đông. Căn nhà duy nhất của vợ chồng bà Bảy đã xuống cấp. Kinh tế gia đình cũng chẳng thuộc diện giàu có. Tuy nhiên, theo bà, việc hiến đất xây trường là vì mong muốn con cháu có nơi học hành đàng hoàng. Thì cũng hiến cho nhà nước này làm bên trường mầm non cho con em mà. Giờ đây giờ mình già rồi. Thì cũng làm đấy, hiến đấy cho con em mai mốt thì chừng sau này con cháu nó học hành. Gia đình bà Bảy và ông Tài đến vùng đất thôn Tân Lập để lập nghiệp khá sớm, nên đất đai tương đối nhiều. Những năm cây sắn, cây mía có giá thì cuộc sống tương đối ổn định. Nhưng một vài năm trở lại đây, cây sắn, mía rớt giá nên cuộc sống khó khăn, phải làm thuê làm mướn. Địa phương cũng thấy là cái việc làm của hai gia đình là bác Khai Định và chú Hai Tài thì một việc làm rất là hết sức là có ý nghĩa. Để lại cho con cháu sau này luôn luôn ghi nhớ về cái việc làm tốt đẹp của hai gia đình này. Tạo điều kiện cho địa phương có hai cái ngôi trường là khang trang để cho các cháu có cái địa điểm và học tập và tương lai cho sau này. Về xã Đức Bình Đông, đi trên con đường bê tông, ai cũng khen hai ngôi trường đẹp. Lũ trẻ học trong trường này có được nơi học tập khang trang cũng là nhờ việc làm tử tế của hai gia đình má hai và bà Bảy.